Dạ, chào anh chị, hôm nay con tử Thái Bình Dương bên em xin hướng dẫn anh chị sử dụng cân điện tử BXRI anh chị. Đối với cái dòng cân BXRI này thì hãng cân Ohau sẽ có 3 mức cân: cân 3 số lẻ, cân 4 số lẻ và cân 5 số lẻ. Thì về ngoại quan và cách sử dụng của 3 dòng cân này đều hoàn toàn giống nhau nha anh chị nha. Qua video này bên em chỉ hướng dẫn cho anh chị bằng mẫu cân là BX225, có nghĩa là cân 5 số lẻ thôi. Còn đối với cân 4 số lẻ và cân 3 số lẻ, nếu anh chị có sử dụng cân 4 số lẻ hoặc cân 3 số lẻ thì về cách sử dụng và mọi thứ hướng dẫn sử dụng canh chỉnh và những chức năng bàn phím, mọi thứ của cái cân BX-Series này cho 3 mức cân đều giống nhau hoàn toàn nha anh chị. Xin chào anh chị, hôm nay con tử Thái Bình Dương xin hướng dẫn các anh chị sử dụng cân điện tử BX225 ạ. Trước khi sử dụng thì chúng ta sẽ để cân hoàn toàn trên một phẳng này ạ. Ta sẽ điều chỉnh cái chân đế ở phía dưới, sẽ cho cái giọt nước ở đây nằm ở chính giữa trung tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt nguồn cho cân. Nguồn của cân là nguồn adapter được cắt vào phía sau cân này ạ. Và chúng ta sẽ cấp điện 220 và sử dụng trực tiếp ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ bật và tắt nguồn cân. Để bật và tắt nguồn cân thì ta sẽ nhấn vào phím on off ở đây ạ. Chúng ta sẽ đợi cho cân khởi động và trở về không thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng rồi. Sau khi nhận cân trở về không thì chúng ta sẽ cho hàng hóa hoặc là mẫu lên cân để bắt đầu cân. Thì lúc này trên cân nó sẽ hiển thị trọng lượng hàng hóa của chúng ta đã đặt lên đây ạ. Phía dưới cân thì có cái phím chức năng dùng để sử dụng cân. Thì đầu tiên sẽ là phím on off và là phím Jago, là phím dùng để trở về không khi cân không ổn định ạ. Tiếp theo là phím Win, là phím dùng để truyền dữ liệu cho máy tính và máy in. Và cũng là phím Unit, là phím dùng để thay đổi các đơn vị. Thì để thay đổi các đơn vị này thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào phím Unit đây. Thì cân sẽ hiện lên các đơn vị mà cân có. Thì chúng ta sẽ nhấn phím Function và Win để thay đổi đến các đơn vị mà chúng ta muốn sử dụng. Đây ạ. Ví dụ ta sử dụng là miligam, ta sẽ chọn là Z thì cân sẽ chuyển qua đơn vị miligam của chúng ta đây. Hoặc là chúng ta muốn chuyển lại đơn vị gam thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào và chúng ta chọn lại đơn vị gam. Đây, thì cân sẽ chuyển qua những lại các đơn vị mà chúng ta đã chọn. Tiếp theo là phím Function Mode, là phím dùng để chọn các chức năng của cân. Thì để chọn thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào và chúng ta sẽ nhấn phím Win và Function để lần lượt chọn các chức năng, ví dụ như là cân tỷ trọng, cân phần trăm hoặc là cân điểm mẫu gì đó thì chúng ta sẽ chọn ở đây, sau đó chúng ta nhấn phím Z thì cân chuyển sang các chế độ mà chúng ta đã chọn. Ở đây chúng ta chọn là chế độ cân trọng lượng, là chế độ là quay, chế độ Z. Tiếp theo sẽ là phím Tear Menu, là phím dùng để cài đặt chức năng của cân và là phím dùng để chu bì. Thì để chu bì thì đầu tiên chúng ta sẽ cho trọng lượng bì của chúng ta lên cân, ví dụ đây là trọng lượng bì của chúng ta sẽ đặt lên cân. Sau đó chúng ta sẽ nhấn te đây ạ. Lúc này cân nó sẽ trừ đi trọng lượng mà ta đã bỏ lên và chúng ta tiếp tục cho trọng lượng khác lên. Thì lúc này trên cân nó chỉ hiển thị cái trọng lượng mà nó đã đặt lên sau thôi ạ. Khi chúng ta lấy toàn bộ trọng lượng này ra thì cân nó sẽ âm đi mà cái trọng lượng mà ta đã bì. Thì để bỏ cái trọng lượng bì này đi thì chúng ta sẽ nhấn te một lần nữa ạ. Đây ạ. Thì cân sẽ quay trở về không và chúng ta sẽ tiếp tục cân những cái trọng lượng khác. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video ạ.